đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 173 mũi bính. Ở đây mình đã móc sẵn một sợi dây bính với tổng là 173 mũi bính rồi. Áo này á, như trong chạc á, thì chúng ta không thấy, mình cũng không thấy, tại vì cái chạc này nó mờ quá, mình không biết là một bính á, thì một hoa văn là bao nhiêu mũi bính, nên mình chỉ lấy số chung á, là 173 mũi bính đi. Áo này càng móc thì càng xòe, nên tất cả ốm mập gì chúng ta đều mặc được cả, nên các bạn không phải lo là áo này dành cho bao nhiêu ký ha. Mình cứ các bạn cứ móc theo video cho mình thì chúng ta sẽ mặc thoải mái. Sau khi móc xong một sợi dây bính với tổng là 173 mũi bính, các bạn sẽ nối vòng tròn lại, vì áo này là áo chui đầu. Chúng ta sẽ cầm cái sợi dây bính này vuốt thẳng, các bạn kéo từ từ cho đến cuối hàng để nối vòng tròn. Khi móc thì nó sẽ không bị xoắn lại. Chúng ta cứ vuốt thẳng cái sợi dây bính này. Đây, đây là cái bính cuối cùng, chúng ta sẽ nối vào đây bằng một mũi móc trượt. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Bắt đầu hàng thứ nhất. Mỗi một chân bính chúng ta sẽ móc một mũi kép. Mỗi một bính móc cho mình một mũi kép. Sau khi móc xong hàng thứ nhất này thì chúng ta đếm được có tổng là 173 mũi kép. Ở cái phần sợi dây thừa này chúng ta kẹp vào và móc chung luôn. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng đầu tiên. Lên đến hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính. Móc lên 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Chúng ta sẽ cắt hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi kép. 2 bính, cắt hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi kép. Tiếp tục hai bính, cắt hai chân, móc một kép. Các bạn móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ hai. Hai bính, cắt hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một mũi kép. Lên đến hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Ở ô vuông đầu tiên chúng ta sẽ đâm kim móc vào và móc. Các bạn dời kim móc vào, xin lỗi các bạn. Đến hàng thứ ba, các bạn dời kim móc vào cho mình một mũi. Sau đó móc lên 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào ô vuông và móc một mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào ô vuông, móc 1 mũi kép. 2 bính, 1 kép vào trong ô vuông. 2 bính, 1 kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 3. Ở phía cuối hàng thứ ba, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bính thứ ba, móc một mũi móc trượt để kết thúc hàng. Chúng ta sẽ đếm 1 2 3. Bính thứ ba, móc qua một mũi móc trượt kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ tư, các bạn dời vào cho mình một mũi. Sau đó móc lên 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Đâm kim móc vào ô vuông, móc một mũi kép.
hai bính, đâm kim móc vào ô vuông, móc một mũi kép, móc lên hai mũi bính, tiếp tục một kép, hai mũi bính, một mũi kép. Các bạn móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ tư. Lên đến hàng thứ năm, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình hai mũi, một, hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi kép, xin lỗi, 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào ô vuông, bỏ qua một ô, đâm kim móc vào ô vuông thứ hai bên này. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép cùng chân, sau đó móc lên 1 mũi bính, tiếp tục thêm 2 mũi kép cùng chân trong cái ô vuông đó luôn. Móc lên 1 mũi bính, bỏ qua một ô vuông, đâm kim móc vào ô vuông bên cạnh, móc cho mình 2 mũi kép, 1 mũi bính và 2 mũi kép cùng chân trong ô vuông. Một bính, bỏ qua một ô vuông, móc hai kép, móc lên một bính, tiếp tục hai kép cùng ô vuông. Các bạn móc như vậy cho mình đến hết hàng. Một bính, hai mũi kép. Một bính, móc cho mình đến cuối hàng thứ năm. Ở cuối hàng thứ năm, các bạn sẽ đâm kim móc vào cái ô vuông chỗ này, móc cho mình hai mũi kép, móc lên một mũi bính, tiếp tục thêm một mũi kép nữa. Sau đó mình sẽ đâm kim móc vào bính thứ ba ngay chỗ này, móc qua một mũi trượt để kết thúc hàng thứ năm. Lên đến hàng thứ sáu, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi, móc lên cho mình tổng cộng là 5 mũi bính. 1 2 3 4 5, đâm kim móc vào ngay cái chỗ này, ngay cái mũi bính ở giữa, móc cho mình 2 mũi kép, 1 mũi kép, 2 mũi kép, sau đó móc lên 1 mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân. Móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào giữa ngay đây, móc cho mình 1 mũi kép, móc lên 2 mũi bính, đâm kim móc vào giữa ngay chỗ này, móc 2 mũi kép, 1 kép, 2 kép, móc lên 1 bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân, 1 kép, 2 kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép, 1 mũi bính, 2 mũi kép cùng chân, 2 bính, 1 kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng thứ 6, chúng ta đâm kim móc vào bính thứ 3 ngay đây, móc một mũi móc trượt để kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 7, các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta đâm kim móc vào giữa, móc 2 mũi kép,
Sau đó móc lên một mũi bính, tiếp tục hai mũi kép cùng chân. Hai mũi bính. Đâm kim móc vào chân mũi kép, móc cho mình một mũi kép. Hai bính. Hai mũi kép vào chỗ này. Hai một mũi bính và hai mũi kép cùng chân. Hai bính, một kép. Hai bính. Hai mũi kép. Một mũi bính, hai mũi kép cùng chân. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 8, các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào giữa và móc 2 mũi kép. Móc lên 1 mũi bính. Tiếp tục thêm 2 mũi kép cùng chân nữa. Móc lên 2 mũi bính. 1, 2. Đâm kim móc vào chân mũi kép, móc một mũi kép. Móc lên hai bính. 1 2. Đâm kim móc vào giữa, móc hai kép. Móc lên một mũi bính. Hai mũi kép cùng chân. Hai mũi bính, một mũi kép. Tiếp tục là hai bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 8. Lên đến hàng thứ 9. Các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi bính. Ở đây mình sẽ tăng một mũi bính. 2 3 4 5 6. Đâm kim móc vào giữa, móc cho mình là hai mũi kép. Móc lên hai mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới cùng chân, móc hai mũi kép. Đây mình sẽ móc 3 mũi bính. 1 2 3 chứ không phải 2 mũi nữa. Một mũi kép. 3 mũi bính. 2 mũi kép. Hai bính, xin lỗi, một bính thôi. Hai kép cùng chân. Ba mũi bính. Một, hai, ba. Một mũi kép. Ba mũi bính. Một, hai, ba. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 9. Ở phía cuối hàng thứ 9, các bạn đâm kim móc vào bính thứ 3, móc cho mình một mũi móc trượt để kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 10, các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi bính. 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim móc vào giữa, móc 2 mũi kép. Một mũi bính và hai mũi kép cùng chân. Ba mũi bính. Đâm kim móc vào chân mũi kép, móc cho mình một mũi móc kép. Ba bính. Hai kép. Một mũi bính. Hai mũi kép cùng chân. Ba bính. Một, hai, ba. Một mũi kép.
3 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 10. Ở phía cuối hàng thứ 10, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bính thứ 3, móc một mũi móc trượt để kết thúc hàng thứ 10. Lên đến hàng thứ 11, móc lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim móc vào giữa, móc 2 mũi kép. Móc lên một mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân. 3 mũi bính. Bên này chúng ta sẽ móc một mũi kép, 3 mũi bính, 2 mũi kép. Một mũi bính và 2 mũi kép cùng chân. Móc lên 3 mũi bính, 1 kép và 3 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Lên đến hàng thứ 12, các bạn móc lên cho mình 6 mũi bính. 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim móc vào giữa, móc cho mình 2 mũi kép. 1, 2, móc lên một bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân. 3 bính, 1, 2, 3, 1 mũi kép. 3 mũi bính, 1, 2, 3. Bên này chúng ta cũng sẽ móc 2 kép. 1 bính và 2 kép. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân mũi kép, móc 1 mũi kép. 3 bính, 2, 3. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 12. Đến hàng thứ 13, các bạn dời kim móc vào cho mình 1 mũi. Sau đó móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Ở chỗ này chúng ta sẽ móc 3 mũi kép. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi. Tiếp tục đâm kim móc vào giữa, các bạn móc cho mình 1 mũi kép. Bên này chúng ta sẽ móc 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Ngay cái chỗ chân mũi kép này thì mình cũng không có móc, mình đâm kim móc qua bên này, móc 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào giữa, móc 1 mũi kép. Tiếp tục 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào giữa, móc 1 mũi kép. Cứ như vậy mà các bạn móc cho mình đến hết hàng thứ 13. Lên đến hàng 14, móc lên 5 mũi bính, 2, 3, 4, 5. Cách một chân, móc một mũi kép. Móc lên 2 mũi bính. Cách một chân, móc một mũi kép. 2 mũi bính. Chỗ này chúng ta sẽ cắt hai chân, 1, 2, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc 1 mũi kép. Tiếp tục móc lên 2 mũi bính, cắt một chân, móc 1 mũi. 2 mũi bính, cắt hai chân, xin lỗi các bạn, chúng ta vẫn cắt một chân. Móc 1 mũi kép, 2 bính, 1 kép, cắt 1 chân.
hai bính. Đến đây thì chúng ta cắt hai chân, 1 2 đâm kim móc vào chân thứ ba. Như vậy mình sẽ có cách nhớ như sau. Chỉ đến khi nào đâm kim móc vào cái mũi kép này thì chúng ta mới cắt hai chân. Còn lại là chúng ta cắt một chân. Mình xin nhắc lại là chỉ khi móc đến cái mũi kép riêng rẽ ngay chỗ này á thì mình mới cắt hai chân. Còn lại các bạn cắt một chân cho mình và móc lên hai mũi bính, lúc nào chúng ta cũng có hai mũi bính. Một kép, hai bính. Một mũi kép, hai mũi bính. Đây là cái chân mũi kép riêng rẽ đây. Sau khi móc xong mũi này, móc lên hai bính, cắt hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một mũi kép. Cứ như vậy mà các bạn móc cho mình đến hết hàng này. Lên đến hàng 15, các bạn dời kim móc vào cho mình một mũi và móc lên 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào mỗi một ô vuông, các bạn móc cho mình một mũi kép, móc lên 2 mũi bính, 1 kép và 2 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Đến hàng thứ 16, các bạn sẽ dời kim móc vào cho mình một mũi, sau đó móc lên cho mình 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim móc vào ô vuông, móc một mũi kép. Móc lên 2 bính. Đâm kim móc vào ô vuông, móc một kép. Sau đó là 2 mũi bính, 1 kép, 2 bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng này. Lên đến hàng 17, các bạn dời kim móc vào cho mình một mũi, sau đó móc lên 2, xin lỗi, móc lên cho mình 4 mũi bính. 1 2 3 4. Bỏ qua một ô vuông, đâm kim móc vào ô vuông chỗ này, móc cho mình 2 mũi kép, 1 kép, 2 kép, móc lên một mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng ô vuông. Móc lên một mũi bính. Bỏ qua một ô vuông, đâm kim móc vào ô vuông bên cạnh. Móc 2 mũi kép. 1 mũi bính và 2 mũi kép cùng ô vuông. Một bính. 2 mũi kép. 1 bính. 2 kép cùng chân. Móc lên một mũi bính, cắt một ô vuông. Móc 2 mũi kép. 1 bính và 2 kép. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng. Ở phía cuối hàng 17, chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái ô chỗ này và móc cho mình 2 mũi kép. Móc lên 1 mũi bính, tiếp tục đâm kim móc vào ô cùng chân, móc 1 mũi kép. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào bính thứ 3, 1, 2, 3. Móc 1 mũi kép để kết thúc hàng. Lên đến hàng thứ 18, các bạn sẽ dời kim móc qua cho mình một mũi, sau đó móc lên 4 mũi bính. Chỗ này chúng ta sẽ móc 5 mũi bính chứ không phải 4 bính. 1 2 3 4 5. Đâm kim móc vào giữa, móc 2 mũi kép. 1 mũi bính. 2 mũi kép cùng chân. Tiếp tục là 2 mũi bính. 1 2. Đâm kim móc vào phía dưới chỗ này, móc 1 mũi kép, 2 mũi bính. Bên này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép, 1 mũi bính và 2 mũi kép cùng chân. Móc lên cho mình 2 mũi bính. Đâm kim móc vào phía dưới, móc 1 mũi kép, 2 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng.
Lên đến hàng 19 các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính, 1 2 3 4 5. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào giữa và móc cho mình 2 mũi kép. Móc lên 1 mũi bính, tiếp tục đâm kim móc vào phía dưới cùng chân móc 2 mũi kép. 2 mũi bính, đâm kim móc vào chân mũi kép, móc cho mình 1 mũi kép. 2 bính. Bên này chúng ta móc tương tự, đâm kim móc vào đây và móc 2 mũi kép. Móc lên 1 mũi bính và 2 mũi kép cùng chân. 2 bính. 1 kép. 2 bính. Như vậy mình sẽ móc cho đến hết hàng này 19. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng 19. Lên đến hàng 20 là hàng chiếc nách, vì mình móc cho bé nên đến đây thì đã vừa đến nách của em bé rồi. Các bạn cứ chui qua đầu và các bạn đo nách cho vừa người mặc. Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Mình đếm ngay cái mũi kép ha. Đây là mình cài ngay nách của em bé nè. Chỗ này 12, 12 mũi kép là vừa nách cho em bé của mình. Mình sẽ gấp đôi cái chỗ này lại để mình chiếc nách. Nếu chưa vừa thì các bạn móc tiếp cho mình ha. Điều vì chỗ này thì nó cứ lặp đi lặp lại thôi chứ nó không có gì mới hết. Chỗ này nè, lặp đi lặp lại. Ở đây nó có tổng là 8 hàng chữ V, 1 2 3 4 5 6 7 8 hàng chữ V. Sau đó mình lại lặp lại cái chỗ tăng này. Tăng mũi là cái hàng này nè, hàng mũi kép. Nhiều chỗ này là mũi tăng, hàng tăng của mình. Sau khi đánh dấu phần chiếc nách, các bạn sẽ đâm kim móc ngay cái chỗ mũi kép và móc qua cho mình một mũi móc trượt hoặc là một mũi móc đơn gì cũng được. Tiếp tục chúng ta móc như bình thường. Đầu tiên mình sẽ móc lên 5 mũi bính, 1 2 3 4 5. Mình xin nhắc lại, đây là hàng 20, hàng chiếc nách. Đâm kim móc vào giữa, móc 2 mũi kép. Móc lên 2 mũi bính, tiếp tục đâm, xin lỗi, 1 mũi bính thôi. Đâm kim móc vào giữa và móc 2 mũi kép. Móc lên 2 bính. 1 bính, 2 bính, đâm kim móc vào chân mũi kép. Các bạn móc cho mình 1 mũi kép. 2 mũi bính. Đâm kim móc vào giữa móc 2 mũi kép. Một bính, 2 kép cùng chân. Hai bính. Một mũi kép. Hai mũi bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến cái chỗ đánh dấu nách bên này. Đây là cái phần nách. Phía bên này mình đã cũng gài sẵn ngay cái chỗ hai mũi kép này rồi. Sau khi các bạn móc đến phần đánh dấu phía bên này, chúng ta móc ở đây vẫn có hai mũi bính. Sau đó mình sẽ đâm kim móc xuyên qua mũi kép từ bên này qua bên này luôn. Móc cho mình một mũi móc kép như bình thường. Móc lên 2 mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào cái chỗ ngay giữa này, chúng ta móc cho mình 2 mũi kép, 1 kép. Hai kép, móc lên 2 bính. Tiếp tục 2 mũi kép cùng chân. 2 kép. Xin lỗi, 2 bính. 1 kép ngay đây. 2 bính. 2 mũi kép bên này. 1 bính. Ở đây chỉ có một mũi bính thôi.
các bạn móc một bính thôi, sau đó mới là hai mũi bính, tiếp tục là một mũi kép, hai mũi bính, hai kép. Một bính, hai kép cùng chân. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng 20, cũng là hàng chiếc nắp. Ở phía cuối hàng 20, hàng chiếc nắp, các bạn sẽ đâm kim móc vào bính thứ 3, móc cho mình một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng. Lên đến hàng 21, các bạn móc lên cho mình 5 mũi bính, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục chúng ta vẫn móc bình thường, đâm kim móc vào đây và móc cho mình hai mũi kép, sau đó là một mũi bính, tiếp tục hai mũi kép cùng chân. Móc lên hai mũi bính, đâm kim móc qua bên này, móc vào chân mũi móc kép, móc một mũi kép, sau đó là hai bính. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết hàng, và những hàng sau các bạn cũng móc tương tự giống như vậy cho mình. Như lúc nãy mình có đếm lại cho các bạn là chúng ta có tổng là 8 hàng mũi chữ V giống như thế này. Ở đây mình đã có 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Hàng 21 là hàng thứ 5 rồi, mình sẽ móc thêm 3 hàng nữa. Các bạn móc cho mình đến 1, 2, 3, 4, 5, 21, 23, 24. Các bạn móc cho mình đến hết hàng 24. Sau khi các bạn móc xong 8 hàng mũi kép ngay chỗ này, ở đây mình móc đến hàng 24 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lên đến hàng 25, các bạn sẽ dời kim móc qua cho mình một mũi. Móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào phía dưới, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép, 1, 2, 3. Đâm chỗ này chúng ta cũng không có thêm bính, đâm kim móc vào giữa, móc một mũi kép. Bên này chúng ta móc 4 mũi kép, 1, 2, 3, 4. Ngay chỗ chân mũi kép các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Bên này 4 kép, 1, 2, 3, 4. Tiếp tục một mũi kép vào trong đây, 4 mũi kép, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào chân mũi kép, móc 1 mũi kép, 4 mũi kép. Cứ như vậy mà các bạn móc cho mình đến hết hàng 25. Lên đến hàng 26, các bạn móc lên cho mình 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Bỏ qua một chân, đâm kim móc vào chân bên cạnh, móc một mũi kép để tạo ô vuông đầu tiên. Móc lên một mũi bính, tiếp tục là bỏ qua một chân, đâm kim móc vào chân bên cạnh, móc một mũi kép. Móc lên một bính, bỏ qua một chân, móc một mũi kép để tạo ô vuông. Một bính, bỏ một chân, móc một kép. Một bính, bỏ một chân, móc một kép. Đến đây thì chúng ta sẽ cứ lặp đi lặp lại cho đến hết chiều dài của chiếc áo này. Chúng ta sẽ có tổng là 4 hàng ô vuông.
xin lỗi, 3 hàng ô vuông, 1, 2, 3. Sau đó là 8 hàng mũi kép V. Ở đây mình đã móc sẵn rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lặp lại cái hàng chỗ này. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết chiều dài thân áo, thì mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn móc viền cổ áo. Trước khi hướng dẫn các bạn móc viền cổ áo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viền vạt áo. Sau khi móc xong hết chiều dài của áo thì chúng ta sẽ có cái hàng cuối cùng, này là cái hàng viền vạt áo. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào cái chân vừa móc mũi bính lên, móc cho mình một mũi kép. Sau đó móc lên 2 mũi bính, 1, 2. Đâm kim móc vào cái mũi kép giữa. Chúng ta đây cách 1, 2, 3. 3 mũi kép, cách 3 mũi kép, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào cái kép thứ tư, móc một mũi đơn, móc lên 2 bính, 1, 2. Tiếp tục cách 1, 2, 3, 4 mũi kép, cách 4 mũi kép, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào cái mũi kép thứ 5, móc cho mình 2 mũi kép cùng chân, 1 kép, 2 kép, móc lên 1 mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân, 1 kép, 2 kép, móc lên 2 mũi bính, 1, 2, bỏ qua 3 chân, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 mũi móc đơn, móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 4 chân, 1, 2, 3, 4. Đâm kim móc vào chân thứ 5, chúng ta sẽ lặp lại. Móc vào đây 2 mũi kép cùng chân, sau đó 1 mũi bính, 2 mũi kép cùng chân. Tiếp tục 2 bính, bỏ qua 3 chân, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 mũi móc đơn, móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 5 chân, 1, 2, 3, 4, xin lỗi là bỏ qua 4 chân, đâm kim móc vào chân thứ 5, móc 2 mũi kép cùng chân, sau đó là 1 mũi bính, tiếp tục 2 mũi kép cùng chân. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến hết viền vạt áo. Chúng ta sẽ viền giống như thế này. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viền cổ áo. Chỗ này chúng ta sẽ móc lên, các bạn nối sợi và móc lên cho mình một mũi bính. Tiếp tục đâm kim móc vào giữa hai mũi móc kép, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Cứ đâm kim móc vào giữa, móc một mũi đơn. Các bạn móc cho mình đến hết hàng này, đâm kim móc vào giữa hai mũi móc kép, móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi móc xong hết một hàng mũi móc đơn thì đến hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bính. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, chân thứ hai cũng là một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn. Cứ 3 mũi đơn thì chúng ta sẽ giảm mũi một lần. Chân thứ tư bỏ qua, đâm kim móc vào chân thứ năm, móc một mũi đơn, giảm mũi. 3 mũi móc, 3 mũi đơn liền nhau và chúng ta sẽ có một mũi giảm. 2 mũi đơn. Vì áo này cổ hơi to một chút nên chúng ta sẽ tiến hành giảm bằng cách này. Đến mũi thứ tư bỏ qua, đâm kim móc vào mũi thứ năm, giảm một mũi. 3 mũi giảm 1 mũi. Hai, ba, mũi thứ chân thứ tư bỏ qua không móc, đâm kim móc vào chân thứ năm, móc 1 mũi đơn. 3 mũi giảm 1 mũi tiếp tục. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ hai này. 3 mũi bỏ qua chân thứ tư, đâm kim móc vào chân thứ năm, móc một mũi đơn. Sau khi các bạn móc một hàng mũi đơn giảm mà vẫn thấy cổ chúng ta to quá thì chúng ta lại tiếp tục móc 5 mũi giảm 1 mũi. Ở đây mình sẽ không móc nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn
móc cái viền sò 5. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình là một mũi bính, đâm kim móc vào cái chân đầu tiên, móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua 3 chân, 1 2 3 đâm kim móc vào chân thứ 4, móc cho mình 5 mũi kép cùng chân để tạo thành sò 5. 2 3 4 mũi kép và mũi kép thứ 5. Bỏ qua 3 chân, 1 2 3 đâm kim móc vào chân thứ 4, móc một mũi móc đơn để móc vào. Bỏ qua 3 chân, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 5 mũi kép cùng chân. 1 2 3 4 và mũi kép thứ 5. Bỏ qua 3 chân, 1 2 3 đâm kim móc vào chân thứ 4, móc một mũi móc đơn. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ móc hết hàng này thì mình sẽ cắt chỉ và kết thúc. Sau khi móc xong, sản phẩm của chúng ta sẽ có hình dáng giống như thế này. Chúc các bạn thành công.